Tại sao khi mà các cháu đi học thì hay bị ốm? Cái tình trạng nhiều khi trẻ em ở nhà thì rất khỏe mạnh, nhưng mà cứ đi học thì các cháu lại hay bị ốm, bị viêm mũi, viêm họng, rồi có thể bị sốt. Nguyên nhân chính thứ nhất là do thay đổi cái môi trường sinh hoạt. Khi ở nhà thì cháu hoạt động ở trong môi trường gia đình thôi, thì cháu đã quen với các cái vi khuẩn virus có ở trong môi trường gia đình và có cái sức đề kháng với các cái vi khuẩn virus đó. Khi mà trẻ đi học trường mầm non chẳng hạn thì cái môi trường của các cháu đã thay đổi, các cháu lại tiếp xúc với nhiều bạn, rồi rất nhiều cái đồ dùng dùng chung như là đồ chơi của trẻ, rồi chăn ga gối, khăn mặt, cốc uống nước. Đây là những điều kiện vi khuẩn virus lạ dễ tấn công. Khi mà các bé chưa quen thì các bé sẽ có các tình trạng như là viêm mũi họng, như vậy thì làm cho con cũng dễ ốm vặt, bị ảnh hưởng của tâm lý. Khi mà trẻ đi học thì các cháu là xa rời cái vòng tay của bố mẹ, ông bà, và trẻ đến môi trường lạ thì có rất nhiều bạn bè, rồi các cô giáo thì các cháu cũng chưa quen, dễ bị các bạn trêu đùa hay bắt nạt, thì các cháu cũng ảnh hưởng, căng thẳng, lo sợ, do đó mà các cháu ăn không hết suất. Và cái điều này lâu ngày thì dẫn đến cái khẩu phần ăn của các cháu bị thiếu hụt, thiếu dinh dưỡng, từ thiếu năng lượng đến thiếu đạm cũng như là các cái vi chất thiết yếu, làm cho cái hệ miễn dịch của các cháu cũng suy giảm, sức đề kháng của các con cũng còn rất là yếu. Trẻ có cái khoảng trống miễn dịch từ 6 tháng cho đến 5 tuổi, khi mà cái miễn dịch của các cháu chưa hoàn thiện và ở cái môi trường đi học như vậy thì các cháu cũng dễ mắc. Cái tuổi này thì các cháu cũng chưa hoàn thành tất cả các cái mũi tiêm vaccine phòng. Đây là hai yếu tố cũng dễ làm cho các con dễ mắc nhiễm khuẩn, nhiễm virus và dễ bị ốm hơn. Các mẹ có thể bổ sung hoạt chất tăng đề kháng như beta glucan có tác dụng kích hoạt các cái tế bào miễn dịch. Các cái tế bào miễn dịch có thể tăng gấp đôi sau 72 giờ. Các mẹ có thể tham khảo cái sản phẩm Gadopac, ở trong đấy có hàm lượng beta glucan với hoạt tính sinh học cao. Các mẹ có thể bổ sung cho con mỗi đợt là 2-3 tháng và 2-3 đợt một năm để giúp cho con tăng cường sức đề kháng. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.